Nằm trong tổng thể bức tranh văn hóa dân tộc thiểu số, nền văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn huyện Yên Châu lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nói đến dân tộc Thái, ai cũng nhắc ngay đến làn điệu khắp Thái, vòng xòe, khăn piêu hay trang phục dân tộc, bởi đó là hồn cốt của người Thái. Đến xã Trường Pần, huyện Yên Châu là một trong những xã được coi là cái nôi của việc bảo tồn gìn giữ văn hóa dân tộc Thái. Nơi đây, nhiều nghệ nhân am hiểu văn hóa Thái đã và đang nỗ lực lưu truyền, gìn giữ những văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Năm 2019, bà Lò Thị Xuân cùng với những người am hiểu về văn hóa Thái trên địa bàn các xã Trường Pần, Trường Đông, Viêng Lán và thị trấn Yên Châu đã cùng nhau thành lập nhóm Yêu Văn hóa Thái Cổ Mường Vạt với 48 thành viên. Mục đích vừa để giao lưu, vừa góp phần bảo tồn những nét đẹp, nếp sống văn hóa của ông cha xưa truyền lại cho con cháu. Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã sưu tầm, phục dựng các hình thức, nội dung tiết mục văn nghệ truyền thống thuộc loại hình ca, múa, nhạc, chọn lọc cải biên và truyền dạy liên thế hệ. Xuất phát từ niềm đam mê của nhóm người yêu văn hóa Thái, mục đích của chúng tôi là tổ chức giao lưu văn nghệ, giao lưu học hỏi, chia sẻ lẫn nhau và truyền dạy ca múa hát cho thế hệ trẻ, với lại tổ chức một học các cái nét văn hóa Thái như lớp học thêu khăn piêu, lớp học khèn ví, lớp học hát Thái và lớp học dệt vải. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho con cháu, dạy con cháu để viết thành thạo, cho ra sản phẩm không những để tiêu dùng trong nhà, trong gia đình, trong cuộc sống mà còn hướng tới thị trường bên ngoài. Từ nhỏ, bà Quảng Thị Bường ở xã Trường Đông đã được nghe và đắm mình trong những làn điệu bài sơn ca, hát du, hát giao duyên của người Thái. Các bài hát cứ tự nhiên thấm vào tâm hồn bà lúc nào không hay. Tình yêu với nền văn hóa dân tộc Thái ngày càng lớn dần trong bà. Ở tuổi ngoài 60, bà Bường vẫn luyến láy những điệu khắp trong trẻo ngân vang. Với bà, được hát là niềm vui, hạnh phúc. Tôi tham gia vào nhóm này là cũng vì là đam mê hát về tiếng Thái. Bởi vì tôi là thích hát Thái từ nhỏ, cho nên là có cái nhóm này thì tôi rất là thích. Cho nên là tham gia vào nhóm này là để truyền tải cho các bạn ở trong nhóm, và đặc biệt là truyền bài hát Thái này cho các cháu, các con các cháu ở trong gia đình cũng như trong nhóm này để phát triển sau này, không để mai một đi những cái bài hát Thái này. Tham gia nhóm Yêu Văn hóa Thái Cổ Mường Vạt, già có, trẻ có, tất cả đam mê với nền văn hóa dân tộc Thái. Nhóm sinh hoạt tập trung mỗi tháng 2 lần. Đây không chỉ là những thành viên tâm huyết, trách nhiệm, mà còn là những người có khả năng sử dụng, biểu diễn các loại nhạc cụ, trình diễn các làn điệu dân ca, kể cả các câu chuyện cổ. Vì vậy, mỗi buổi sinh hoạt là một dịp để các thành viên được gặp gỡ, trao đổi, cùng chia sẻ những điều tâm đắc về văn hóa dân gian, và là trường học để lớp trẻ có điều kiện học hỏi các thế hệ đi trước. Năm nay 6 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng với em Hoàng Thị Nhi ở Bản Bong, xã Trường Pần, huyện Yên Châu, được học tập, tìm hiểu phong tục, tập quán, nét văn hóa dân gian của dân tộc mình, Nhi cảm thấy đây là điều rất bổ ích. Tham gia lớp học này thì con cảm thấy rất vui. Các bà dạy con học múa hát, học dệt vải, học khâu khăn piêu, học chữ Thái, con thấy rất là vui và vô ích. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Thái nói riêng, những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cùng với người dân trên địa bàn huyện Yên Châu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khơi dậy được tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc trong các thế hệ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, từ huyện đến cơ sở, phòng văn hóa và thông tư huyện đã phối hợp tham mưu cho ủy ban dân huyện thực hiện cái việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Thái. Các hoạt động cụ thể như là cái hàng năm thì tổ chức cái ngày hội xòe để mừng đảng mừng xuân,
Cái thứ hai đấy là cái lưu giữ về trang phục, và cái thứ ba nữa là lưu giữ về tiếng nói chữ viết. Hiện tại thì chúng tôi đang phối hợp để cùng với Ủy ban dân xã Trần Pằn để thành lập hai câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ bảo tồn tiếng nói chữ viết. Câu lạc bộ thứ hai là câu lạc bộ truyền dạy về đeo khăn piêu, cắt may trang phục thái cổ và dệt thổ cẩm. Cái việc thành lập câu lạc bộ đấy là để đảm bảo sự định hướng cũng như là quản lý cái việc hoạt động của nhóm để tạo được cái môi trường thuận lợi cho các nhóm hoạt động có hiệu quả. Với tình yêu, tinh thần trách nhiệm và mong muốn giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Thái, những người đam mê văn hóa Thái như bà Xuân, bà Bưởng đang ngày đêm nỗ lực nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Tin tưởng rằng nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái trên mảnh đất Yên Châu anh hùng sẽ được gìn giữ, truyền nối mãi mãi cho các thế hệ mai sau. Không chỉ góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn giới thiệu được những tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.